Vừa rồi thì chúng ta đã giới thiệu công cụ chọn với cái thao tác gốc của nó là để chọn một đối tượng hoặc nhiều đối tượng. Bây giờ chúng ta chọn rồi thì chúng ta có thể làm được gì? Chúng ta cùng nhau xem nhé. Chọn đối tượng. Sau khi chọn xong thì các bạn nhìn thấy các tay nắm điều khiển bắt đầu hiện ra và chúng ta có thể làm các thao tác sau. Một là tô màu, chúng ta đã nói rồi. Có nghĩa là giữ đối tượng đang được chọn, sau đó thì bấm vào một màu ở trong palette màu, các bạn có thể tô được màu cho đối tượng đó. Thứ hai là chúng ta có thể di chuyển đối tượng. Thao tác rất đơn giản, sử dụng công cụ pick này, pick vào đối tượng được chọn, sau đó các bạn kéo nó tới vị trí mới và nhả chuột ra, thì chúng ta sẽ di chuyển được đối tượng từ vị trí gốc tới một vị trí mới. Thao tác thứ ba là thao tác di chuyển đối tượng và nhân bản nó. Trong thao tác này thì chúng ta sẽ làm như sau: giữ phím trái chuột kích vào đối tượng muốn chọn và di chuyển, sau đó thì chúng ta dịch nó tới vị trí mới. Ở vị trí mới các bạn đừng nhả phím trái ra, đồng thời các bạn nhấp phím phải thêm một lần thì nó sẽ tạo ra bản sao ở cái vị trí mới đó, và đồng thời vẫn giữ nguyên cái bản gốc nằm ở vị trí gốc. Thì đấy là thao tác để mà dịch chuyển một đối tượng, đồng thời là nhân bản nó với phím phải chuột. Bây giờ chúng ta cũng sẽ nói luôn một vài cái vấn đề mà chúng ta hay làm ở trong Corel. Đó là trong Corel thì có một số thứ mà chúng ta sử dụng rất nhiều, đó là thao tác chuột phải và thao tác với phím Control. Đấy là những cái thao tác mà chúng ta dùng vô cùng nhiều luôn. Và chúng ta thống nhất một điều như thế này: khi nào chúng ta nói rằng là nhấp chuột thì chúng ta hiểu luôn đấy là chuột trái, còn lúc nào chuột phải thì tôi sẽ nói rất rõ ràng là chuột phải. Ok, vậy là chúng ta đã nắm thêm một cái thao tác nữa là gì ạ? Di chuyển và nhân bản đối tượng bằng phím phải chuột đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét tiếp tới các thao tác chúng ta có thể làm được với lại cái công cụ pick này. Thao tác tiếp theo là thao tác transform. Transform thì giúp chúng ta là thay đổi kích thước rồi xoay, lật, kéo xiên đối tượng. Để thay đổi kích thước thì chúng ta sẽ bấm vào một trong các cái tay nắm điều khiển màu đen bao xung quanh đối tượng, nhấp giữ chuột và sau đó chúng ta sẽ co kéo nó theo chiều chúng ta muốn. Các cái tay nắm nằm ở giữa các cạnh thì sẽ cho phép chúng ta thay đổi về chiều ngang hay là chiều dọc của đối tượng. Còn các tay nắm ở góc thì sao? Các tay nắm ở góc, khi tôi bấm vào một tay nắm ở góc và tôi kéo thì đồng thời tôi sẽ làm thay đổi cả hai chiều, cả chiều ngang lẫn chiều đứng của đối tượng. Và Corel và Illustrator thì nó có một điểm khác nhau như thế này: là điểm góc của Corel kéo thì cứ kéo, không cần phải giữ thêm bất cứ cái gì cả, nó vẫn duy trì tỷ lệ giữa hai cạnh. Đấy. Còn trong Illustrator nó sẽ buộc các bạn phải giữ thêm phím Shift thì mới bảo toàn được cái tỷ lệ giữa các cạnh, nếu không là nó sẽ bị méo hình khi mà chúng ta co kéo. Corel thì không cần, các bạn chỉ việc là bấm vào cái điểm góc này các bạn kéo một cái là xong. Và đặc biệt là trong thao tác Corel, khi mà chúng ta transform, chúng ta co kéo một cái đối tượng, nếu trong quá trình kéo như thế này mà các bạn nhấn giữ phím Shift thì nó sẽ có cái thao tác tương tác đối với cái phần đối diện. Bình thường ví dụ tôi bấm vào cạnh phải này mà tôi kéo thì nó chỉ tăng giảm về phía phải của hình thôi. Nhưng nếu mà tôi giữ Shift mà tôi kéo thì phía phải tăng lên bao nhiêu thì phía trái cũng tăng thêm bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Phía phải thu lại bao nhiêu thì phía trái cũng thu lại bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Thế còn nếu mà tôi làm ở góc thì sao? Tôi làm ở góc thì nó sẽ tính từ tâm, nó sẽ biến cùng một lúc cả bốn góc luôn, hoặc là phóng ra hoặc là thu nhỏ lại. Đấy. Còn nếu mà không giữ Shift thì kéo góc nào là kéo cái góc đấy thôi. Thế đấy là thao tác transform thông thường. Tiếp theo nữa, chúng ta có thể là quay cái đối tượng. Quay đối tượng thì chúng ta làm như thế nào? Các bạn để ý, khi một đối tượng được chọn, nó phân biệt với các đối tượng không được chọn bằng 8 cái tay nắm điều khiển bao xung quanh, cộng thêm một cái dấu X nằm ở giữa, đó là tâm. Nếu một đối tượng được chọn rồi
mà tôi lại kích thêm vào nó một lần nữa, thì lúc này các tay nắm điều khiển sẽ có sự biến đổi. Thay vì là các cái hình vuông màu đen thì bây giờ nó được biến đổi thành các mũi tên hai chiều màu đen. Và chúng ta có thể quay cái đối tượng này bằng cách là đưa trỏ chuột vào một trong bốn cái mũi tên hai chiều ở góc. Bình thường thì chúng ta sẽ có công cụ pick có hình mũi tên màu đen như thế này. Nhưng nếu mà tôi đưa vào vị trí ở góc như thế này, các bạn sẽ thấy nó sẽ thành mũi tên cong cong hai chiều. Và nếu tôi nhấp chuột, tôi có thể quay cái đối tượng này theo cái góc độ mà tôi muốn. Nhả chuột ra, đối tượng sẽ được thiết lập một góc quay so với hình gốc. Và nó quay thì dựa trên cái gì? Nó quay dựa trên cái hình tròn tròn này, chính là cái tâm quay của đối tượng. Tâm quay thì vốn chính là cái điểm X vừa nãy mà chúng ta nói là tâm đối tượng đó. Tuy nhiên khác với tâm đối tượng thì chúng ta không can thiệp được, nhưng tâm quay thì chúng ta lại có thể can thiệp bằng cách là đưa chuột vào đây. Khi tôi nhấp vào cái tâm quay này thì tôi có thể kéo nó sang vị trí mới. Vị trí mới đó có thể là nằm trong đối tượng như thế này, hoặc cũng có thể là nằm ngoài đối tượng. Bất kể là nó nằm đâu, sau khi mà chúng ta thiết lập xong cái tâm quay mới thì đối tượng sẽ quay theo tâm mới đó. Đấy là thao tác quay đối tượng thủ công bằng cái phím bằng cái công cụ pick đó. Và đặc biệt bây giờ tôi lại nói thêm một thao tác nữa là gì ạ? Vừa nãy tôi có nói là trong cái thao tác của Corel thì có sự can thiệp, có sự sử dụng thêm cái phím control rất nhiều. Thì chúng ta lưu ý thêm, lúc mà các bạn quay mà các bạn nhấn giữ phím control thì nó sẽ cưỡng bức cái góc quay, không phải muốn quay bao nhiêu cũng được, mà nó nhảy theo từng cấp bậc do chúng ta yêu cầu. Mặc định của chương trình nó sẽ khóa cái góc độ cưỡng bức vào là 15 độ. Do đó nếu như tôi bấm vào cái điểm góc này mà tôi giữ phím control thì mỗi một lần tôi xoay nó sẽ nhảy theo cái bước là 15 độ 1 15 độ 1. Đấy là thao tác quay với cái phím cưỡng bức control. Đến đây thì chúng ta đã biết cách quay một đối tượng. Bây giờ chúng ta xem tiếp sang một trường hợp thứ hai, đó là chúng ta kéo xiên đối tượng. Thao tác kéo xiên đối tượng thì cũng giống, gần giống như là thao tác quay, đó là chọn một đối tượng, sau đó pick thêm một lần nữa vào để biến các cái hình vuông thành mũi tên hai chiều. Và các mũi tên hai chiều nằm ở giữa các cạnh sẽ giúp cho chúng ta có thể kéo xiên đối tượng. Nhấp chuột vào một trong các cái mũi tên này và kéo theo chiều mà chúng ta muốn, thì chúng ta sẽ xô nghiêng, xô xiên cái đối tượng đi theo cái hướng mà chúng ta yêu cầu. Nhả chuột ra thì đối tượng nó sẽ cập nhật cái trạng thái mới, hình thái mới của nó. Như thế là chúng ta biết thêm một thao tác là kéo xiên đối tượng. Và tất nhiên là giữ control thì nó cũng sẽ cho phép là xiên chuyển đi cứ góc độ 15 độ 1 15 độ 1, chứ không phải là muốn kéo bao nhiêu thì kéo. Thế đấy là thao tác kéo xiên đối tượng. Bây giờ chúng ta lại làm thêm một cái thao tác nữa, đó là thao tác lật đối tượng. Lật đối tượng có nghĩa là như thế nào? Lật đối tượng có nghĩa là chúng ta bắt một đối tượng này lật sang một chiều khác. Đây, để xem thì có lẽ là chúng ta nên sử dụng một cái hình như thế này thì rõ hơn. Ví dụ một hình ngôi sao. Bây giờ tôi sẽ lật cái ngôi sao này. Nhưng để xem giữa lệnh và thao tác không thì nó sẽ khác nhau như thế nào thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn lúc này sẽ làm việc với cái thước, bấm vào cái thước chiều ngang hay bấm vào cái thước chiều đứng và giữ chuột, sau đó thì kéo ra thì chúng ta sẽ kéo được các đường gióng từ thước ra. Bằng việc kéo như thế này thì chúng ta sẽ có những đường gióng để chúng ta đánh dấu khuôn khổ hoặc là vị trí của các cái đối tượng ở trên bản thiết kế. Bây giờ tôi kéo các thước ngang và thước dọc để ra các đường gióng này, các đường gai này. Và bây giờ tôi đã xác nhận cái vị trí của cái hình ngôi sao nằm trong các cái đường gióng này. Bây giờ thì tôi sẽ thử nghiệm hai cái cách là lật theo cách thủ công và lật
theo lệnh. Chúng ta sẽ quan sát nhé. Để lật một cách thủ công thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn bấm vào một trong các điểm điều khiển ở hông hoặc là ở đỉnh hoặc đáy của đối tượng. Sau đó giữ chuột và các bạn kéo xuyên qua đối tượng sang phía bên kia, nhả chuột ra thì chúng ta sẽ lật được đối tượng sang phía bên kia. Thế thì thao tác này có một cái điểm là khi tôi lật đối tượng thì đối tượng chắc chắn là lật được, nhưng nó không có gì đảm bảo rằng là lật xong thì nó vẫn giữ nguyên được cái kích thước và tỷ lệ của cái hình gốc. Nó có thể bị biến dạng, nó có thể bị sai lệch tỷ lệ và diện tích đi. Do đó nếu muốn lật một đối tượng mà vẫn giữ nguyên được kích thước và tỷ lệ của nó thì các bạn lại phải cầu viện đến phím Control trong lúc các bạn lật. Khi các bạn nhấn giữ phím Control lật qua thì chắc chắn là nó sẽ giữ nguyên kích thước và tỷ lệ của đối tượng này. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái vị trí gốc và chúng ta sẽ tiến hành lật bằng lệnh đi. Đây, vừa nãy là chúng ta lật trái phải đúng không? Bây giờ tôi lật trên dưới này thì chúng ta cũng lật được đúng không? Tuy nhiên bây giờ chúng ta so sánh nó với lại cái thao tác lật mà được hỗ trợ ở trên thanh property. Các bạn chọn đối tượng, sau đó các bạn nhìn lên trên thanh property, các bạn sẽ nhìn thấy hai cái biểu tượng hỗ trợ cho lật ở đây, đó là mirror horizontally và mirror vertically. Tôi muốn lật trái phải thì tôi bấm vào đây, đối tượng cũng sẽ lật, tuy nhiên là chúng ta sẽ không thấy được tại vì hình này nó cân. Nhưng mà đây rõ hơn, mirror vertically. Đấy, lúc này thì chúng ta thấy đối tượng được lật. Thế nhưng mà các bạn thấy rằng là cái lệnh mà lật bằng cái phím hỗ trợ ấy thì nó không rời ra khỏi cái vị trí gốc mà nó sẽ chỉ lật qua cái tâm của đối tượng mà thôi. Thế còn cái thao tác mà chúng ta lật bằng phím Control và thao tác thủ công thì nó lật qua một cạnh. Cạnh đó là cái gì ạ? Cạnh đó là lề trái hay lề phải hay lề trên lề dưới của đối tượng, đúng không? Nó nhảy ra khỏi vị trí gốc này. Đây, trái này, đúng không? Phải này, đều chui ra khỏi vị trí gốc. Đó. Trên này hoặc là dưới này. Đấy. Nhưng mà chúng ta lật bằng cái này thì nó lật ở trong phạm vi cố định. Nó chỉ lật qua cái trục giữa của nó, tâm, lật qua tâm của nó thôi. Nó không chạy ra khỏi vị trí gốc. Thế đến đây chúng ta biết thêm một cái thao tác là lật đối tượng. Đó. Và nếu mà nói về quay thì các bạn cũng sẽ thấy luôn, ngoài cái việc là quay thủ công thì chúng ta còn có thêm một cái trường cũng hỗ trợ về quay ở đây. Đó là thao tác quay bằng cái trường Angle of Rotation. Các bạn nhấp vào đây, các bạn bôi đen, nhập cho tôi một con số, ví dụ xoay 45 độ. Đây, đây là xoay 45 độ. Đó. Xoay 90 độ. Xoay 180 độ. Cần bao nhiêu? Các bạn đánh con số cụ thể vào đó thì các bạn sẽ xoay được đối tượng chính xác theo cái góc độ mà các bạn yêu cầu. Thế và nhân đây thì đã kéo cái thước xuống để mà chúng ta trao đổi về cái thao tác ở trong Corel, thì tôi cũng nói thêm về cái thước này. Các bạn có giới hạn về cái số lượng thước được kéo xuống hay không? Không. Muốn kéo bao nhiêu cứ nhấp vào thước mà lôi xuống, các bạn sẽ có các cái đường dòng này. Tuy nhiên các bạn thấy là có một cái điểm khác biệt giữa cái đường thước vừa kéo với các cái thước đã kéo trước đó. Đó là cái thước vừa kéo xuống thì nó có màu đỏ, còn các thước mà kéo rồi thì nó có màu xanh. Thực ra đấy cũng là trạng thái chọn và không chọn giữa các cái đường gai mà chúng ta đang thấy ở trên màn hình. Cái gai nào được chọn thì cái gai đó sẽ có màu đỏ, phân biệt với những gai màu xanh là gai không được chọn. Và nó có thể hoạt động giống như là các cái đối tượng khác. Ví dụ tôi giữ shift, tôi kích vào thêm một gai khác thì cái gai đó cũng được điểm đỏ lên, có nghĩa là tôi có thể là chọn nhiều gai một lúc. Đấy. Nhưng mà thao tác để chọn các gai này thì các bạn chỉ có thể là gì đây ạ?
giữ shift mà chọn thôi, chứ không có cái trò là vẽ ra các vùng chọn để chọn nhiều gai được nhé. Và một điểm nữa cực kỳ đặc biệt là gì? Gai của tôi không những là có thể kéo thêm hay là chọn. Tất nhiên chọn để làm gì? Chọn để xóa chẳng hạn, hoặc là chọn để di chuyển nó sang vị trí mới. Ví dụ tôi chọn, tôi có thể kéo nó sang vị trí mới. Ví dụ chọn để tôi nhấn delete, tôi xóa nó đi. Đấy. Thế nhưng mà đặc biệt là gai ở trong Photoshop hoặc là các cái chương trình họ nhà đúc thì kéo ra kéo vô thế thôi. Nhưng mà đây chúng ta có thể nhân bản cái gai đó như là một đối tượng. Tôi kéo cái gai này đến vị trí mới, sau đó ở vị trí mới tôi chuột phải một cái thì tôi cũng nhân bản cái gai này như là nhân bản một đối tượng. Và tôi còn có thể là xoay cái gai này đi. Vừa nãy khi mà chúng ta nói chuyện về cái công cụ hình chữ nhật, chúng ta có nói là Corel có một cái đặc điểm rất là đặc biệt, đó là giúp chúng ta vẽ ra những hình chữ nhật có góc nghiêng sẵn, chứ không phải là vẽ ra một hình ngang thành sắc cạnh sau đó chúng ta mới quay nó đi để có góc xiên. Đó, cái việc đó là Illustrator và các cái đối tượng, các cái chương trình họ nhà lúc không làm được, thì Corel làm được. Đến đây thì cái gai nó cũng có cái điểm đặc biệt nữa, đó là gì ạ? Tôi chọn một cái gai thì nó sẽ có màu đỏ. Nhưng cái gai màu đỏ rồi mà lại được kích chọn thêm một lần nữa thì nó cũng xuất hiện gì đấy ạ? Mũi tên hai đầu để quay và tâm quay. Và bây giờ nếu như tôi muốn, tôi có thể bấm vào đây để tôi có thể làm sao đấy ạ? Xoay cái góc cho cái đường gai này. Như thế là gai của tôi có thể sắp được các gai chéo luôn. Điều này thì cũng đặc biệt giống như là cái thao tác mà vừa nãy tôi có nói. Chỉ Corel mới có cái trò mà nhân bản gai, chỉ Corel mới có cái trò mà xoay gai như thế này, các chương trình khác là không có. Đấy. Và cũng giống như là cái tâm quay của đối tượng, cái gai này cũng có thể là chuyển cái vị trí tâm quay đi đến một cái chỗ mới như là tâm quay của đối tượng. Đấy. Đấy là những cái điểm hết sức là độc đáo và đặc biệt của Corel so với các chương trình đồ họa khác. Thế còn nếu mà các bạn muốn xóa tất cả những cái này đi, trong trường hợp mà chúng ta có rất nhiều đường gai, thay vì việc là cứ cố gắng giữ shift rồi chọn các cái đường này thì mất nhiều thời giờ lắm. Các bạn có hai phương án. Một là các bạn giấu cái đường gai đi, không cho nó hiển thị nữa. Thì để giấu đường gai thì các bạn vào trong view. Trong view này các bạn tìm tới guideline. Đây, lệnh này, guideline. Các bạn bấm một cái thì nó sẽ giấu đi. Ở đây là giấu thôi nhá, không phải là xóa đi nhá. Mà nếu muốn hiện lại thì các bạn lại vào view, kích hoạt cái guideline này trở lại thì các bạn sẽ lại nhìn thấy các gai này. Đấy là ẩn giấu. Thế còn muốn xóa thật sự đi thì các bạn sẽ vào đây cho tôi. Các bạn vào edit. Trong edit này các bạn tìm tới select all. Trong select all thì các bạn sẽ có 3 tùy chọn. Một là select object là chọn các đối tượng ở trong Corel. Hai là select text. Lúc này thì cái lệnh này nó sẽ chỉ chọn riêng văn bản thôi. Và thứ ba là cái mà chúng ta đang nói đây là các guideline. Nếu tôi kích vào cái guideline này thì toàn bộ các guide đang hiện hữu ở trên màn hình sẽ được tô đỏ một lượt. Và như thế là chúng ta đã chọn được nó và chỉ một thao tác delete là chúng ta sẽ xóa hết nó đi. Như vậy là chúng ta biết thêm các cái thao tác là gì ạ? Chọn các đối tượng và làm việc với nó bằng công cụ quick. Trong đó chọn này, tô màu này, dịch chuyển này, dịch chuyển và nhân bản bằng phím phải này, quay đối tượng này, kéo xiên đối tượng này, lật đối tượng này. Đấy. Và làm quen thêm một chút nữa với lại cái thao tác với đường guideline ở trong Corel. Đấy. Và nếu như mà chúng ta làm việc với các thao tác kéo xiên hoặc là quay thì còn có thêm một cái thứ này nữa chúng ta cũng lưu ý. Đó là khi mà chúng ta quay một đối tượng hoặc là chúng ta kéo xiên một đối tượng thì như thế này, đối tượng có còn đứng im không? Như thế này là dịch chuyển rồi đúng không? Chỉ cần dịch 1 mm cũng đã là dịch so với hình gốc rồi. Và do đó nếu như mà chúng ta quay hoặc kéo xiên mà chúng ta nhấp thêm chuột phải thì nó cũng sẽ nhân bản, cũng coi như là vừa di dịch mà vừa nhân bản rồi. Đấy.
Thì đây cũng là cái cách để mà chúng ta vừa quay với nhân bản hoặc vừa kéo xiên. Đây nếu mà kéo xiên thì sẽ lại sẽ thế này. Đó, kéo xiên chuột phải nó cũng nhân bản. Đấy. Thế bây giờ chúng ta ôn nhanh lại các cái thao tác vừa mới làm nhé. Tôi lấy ví dụ như sau. Ví dụ tôi sử dụng công cụ Elip đi. Để vẽ một hình Elip chỉ cần nhấp chuột và vẽ là xong. Tuy nhiên trong lúc vẽ mà chúng ta giữ phím Ctrl thì chúng ta sẽ nhận được một hình tròn chứ không phải là một hình Elip. Đó. Một đối tượng được chọn rồi mà tôi bấm vào ô màu thì sẽ tô màu cho nó. Một đối tượng được chọn thì sẽ có các tay nắm điều khiển màu đen hình vuông bao xung quanh nó. Và bằng cách bấm vào các tay nắm điều khiển này, chúng ta có thể transform, chúng ta có thể thay đổi thuộc tính về kích thước của đối tượng. Ví dụ tôi bấm vào cái điểm này và tôi co kéo thì sẽ làm thay đổi chiều ngang. Tuy nhiên khi mà tôi nhấn giữ vào đây mà tôi giữ shift mà tôi kéo thì sẽ thay đổi mang tính tương tác và nó thay đổi cả hai cạnh. Một đối tượng được chọn rồi mà bấm thêm một lần nữa vào nó thì sẽ xuất hiện tâm quay. Tâm quay có thể ở trong đối tượng hoặc ở ngoài đối tượng hoặc dịch sang một vị trí khác. Và sau khi thiết lập xong tâm quay thì đối tượng sẽ quay theo tâm mới. Khi tôi đưa chuột vào trong một cái điểm mũi tên hai chiều ở góc và tôi kéo thì đối tượng sẽ quay. Nếu trong lúc quay mà tôi giữ phím Ctrl thì nó sẽ cưỡng bức gì đây nhỉ? Cưỡng bức góc là chỉ cho đi là bao nhiêu độ này thôi. Mặc định của chương trình là 15 độ. Tất nhiên chúng ta có thể thiết lập lại. Đây bây giờ chúng ta xem thử một chút xem thiết lập cái góc độ đấy nó nằm ở đâu nhé. Các bạn vào trong Tool và Option hoặc là các bạn nhấn phím Ctrl G. Khi mà bảng thoại này mở ra, các bạn tìm tới giá trị Edit ở bên phía trái và các bạn thiết lập ở trong cái trường Constraint Angle này. Đấy. Đây là cái giá trị đã bị can thiệp rồi, còn mặc định thì nó là đường này 15 độ. Nếu các bạn muốn thay đổi cái giá trị cưỡng bức thì các bạn làm như thế này cho rồi. Nó sẽ giúp các bạn là xác nhận cái giá trị cưỡng bức khi chúng ta nhấn giữ phím Ctrl. Bây giờ tôi quay lại này. Giữ Ctrl này, kéo này. Vậy là 15 độ. Nếu mà dịch chuyển đối tượng ra khỏi vị trí gốc mà đồng thời lại nhấn phím phải chuột thì tôi sẽ làm sao đây ạ? Tôi sẽ nhân bản thành đối tượng mới và không đụng chạm gì đến đối tượng gốc. Đến đây chúng ta có thể làm quen thêm một lệnh nữa, đó là lệnh Ctrl R. Đó. Lệnh này khi chúng ta nhấp chọn thì nó sẽ nhắc lại cái thao tác mà chúng ta vừa làm trước đó. Thao tác chúng ta vừa làm trước đó là gì nhỉ? Quay một đối tượng một góc 15 độ đồng thời nhân bản. Vậy thì Ctrl R sẽ làm sao? Đây các bạn quan sát. Lặp lại cái thao tác vừa mới làm. Và bây giờ tôi đã có một cái giống như bông hoa. Như vậy là bằng cái ví dụ vừa rồi, chúng ta đã nói lại tương đối đầy đủ các thao tác mà chúng ta có thể làm được với lại một cái đối tượng bằng công cụ Quick. Đó. Vẽ ra đối tượng, sau đó chọn nó bằng công cụ Quick, transform nó, thay đổi tâm quay, quay cưỡng bức, vừa quay vừa nhân bản, đồng thời thêm một cái thao tác nữa là nhắc lại thao tác vừa làm. Đấy, các bạn có thể thử nghiệm luôn những cái phần đó giúp tôi.